Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu khăn quàng cổ với họa tiết cây thông Noel như thế này. Mẫu này thì các bạn có thể móc cho người lớn hoặc trẻ nhỏ đều được và mình có thể diện trong dịp lễ Giáng sinh ha. Để thực hiện mẫu khăn này, ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g. Thì sợi len của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc mình dùng kim móc 4.0mm ha. Những bạn nào không có cái mẫu kim như thế này thì có thể dùng cái đầu kim và so sánh với sợi len. Khi đưa đầu kim vào thì đầu kim nó sẽ to hơn sợi len gấp đôi để cho phần khăn của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn có kéo cắt len và kim khâu len để khâu cái họa tiết vào trong cây thông nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy thuộc vào tay thợ móc lỏng hay chật ha, các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích đầu tiên có cái độ dài vừa đủ để mình quấn một vòng quanh cổ. Thì độ dài của xích đầu tiên này nó sẽ phụ thuộc vào cái số đo vòng đầu, thì các bạn sẽ dựa cho mình vào số đo vòng đầu của size mà các bạn móc, sau đó mình sẽ móc rộng hơn 1cm là được ha. Thì ở đây đối với size này mình sẽ móc lên 65 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã có được 65 mũi móc xích, ta sẽ được một cái độ dài như thế này ha. Nối cho mình hai đầu dây lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng hơn so với vòng đầu 1cm. Thì bây giờ mình sẽ móc thân ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình tiếp tục một mũi móc xích nữa. Đâm kim vào chân móc thứ 65, móc vào đó một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Thì các bạn sẽ móc tương tự, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình hết 65 chân móc ha. Thì mình sẽ có được một hàng mũi móc đơn như thế này. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 2, móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Thì đây sẽ là chân đầu tiên ha. Ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn nè. Từ chân móc thứ 2 trở đi, các bạn sẽ để ý cho mình, ở mỗi cái mũi móc nó sẽ có hai đường móc nè, một đường trong và một đường ngoài ha. Thì tất cả các cái chân móc mình đều móc vào cái đường móc ở bên ngoài, tức là cái đường móc này nè. Thì tương tự cho chân móc đầu tiên, là cái chân móc thứ hai mà mình bắt đầu móc, ta cũng đâm kim vào cái đường móc ở bên ngoài thay vì là đâm kim vào chân móc ha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng tương tự, một mũi móc đơn vào cái đường móc bên ngoài. Tiếp tục chân kế tiếp, một mũi móc đơn vào đường móc bên ngoài. Đây thì mình sẽ tạo ra được một cái đường gờ như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc và chừa cho mình một mũi móc ở cuối cùng. Mỗi chân ta sẽ đâm kim vào đó và móc một mũi móc đơn vào cái đường móc nằm bên ngoài ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng các cái mũi móc đơn vào cái đường móc bên ngoài nè, thì mình sẽ tạo ra một cái đường gờ như thế này. Thì lưu ý ở cái chân móc cuối cùng, nó tương tự giống như chân đầu tiên, thì các bạn sẽ không móc vào cái đường móc bên ngoài nữa, mà chân cuối cùng này mình sẽ móc luôn vào chân móc. Móc vào đây một mũi móc đơn ha. Thì ở cái chân móc cuối cùng và chân đầu tiên mình móc luôn vào chân móc nè. Để cho lát nữa mình có nẹp cái phần màu trắng vào á, thì mình sẽ rõ hơn được cái mũi móc mà mình đâm kim vào ha. Hàng móc thứ 3 móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 3 làm tương tự như hàng móc thứ 2, tức là chân đầu tiên mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc, móc vào một mũi móc đơn nè. Từ chân thứ 2 trở đi thì đâm kim vào cái đường móc ở bên ngoài và mỗi cái đường móc này mình sẽ móc một mũi móc đơn ha.
Chân kế bên cũng một mũi móc đơn vào đường bên ngoài nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Và ta sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng móc. Lưu ý ở cái chân móc cuối cùng của mỗi hàng móc, mình đều đâm kim luôn vào cái chân móc chứ không đâm kim vào đường móc bên ngoài ha. Đây, mình sẽ đâm kim vào luôn đường móc như thế này. Chân đầu tiên và chân cuối cùng mình đều móc luôn vào chân móc, chỉ có những cái chân nằm chính giữa là mình móc vào đường ở bên ngoài thôi ha, để cho nó tạo những cái đường gờ như thế này nè. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái đường móc bên ngoài cho các chân nằm chính giữa. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi cái phần thân khăn nó có được một cái độ rộng vừa đủ để che được cái phần cổ ha. Tức là độ rộng này nó sẽ bằng cái chiều cao của phần cổ. Ta cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường móc bên ngoài nè. Chân đầu tiên và chân cuối cùng thì lưu ý đều đâm kim cho mình vào luôn chân móc chứ không đâm vào đường móc bên ngoài ha. Tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Thì sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc, lúc này phần thân khăn của mình nó sẽ tạo ra những cái đường gợn sóng như thế này. Đây, nó sẽ nổi lồi lõm như thế này ha. Và nó đã có đủ cái độ rộng để mình che được cái phần cổ rồi. Hoặc là những bạn nào muốn làm cao hơn thì các bạn có thể làm cao và mình gấp đôi lại cũng được ha. Thì khi đã hoàn tất được cái phần thân khăn như thế này, tạo được những cái họa tiết G cho cái phần thân khăn, thì kết thúc móc lên cho mình vào cái chân móc cuối cùng của hàng móc này một mũi móc đơn, sau đó lên một mũi móc xích kéo vào các len, thì mình sẽ có được một phần thân khăn gập đôi lại. Đây, nó sẽ che được hết cái phần cổ ha. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết cây thông bên dưới trước, sau đó mình sẽ móc khóa sau. Để ý cho mình cái đầu khăn nè, ban đầu mình có móc vào các cái chân móc đầu và cuối của hàng móc ha, mỗi chân mình đều đâm kim vào luôn chân móc để móc, thì lúc này ta sẽ thấy rõ được những cái mũi móc hơn ha. Đây là các cái mũi móc mà mình đâm kim vào vóc cái phần viền nè. Chừa cho mình một đoạn len trắng khá dài, sau đó đưa cái đoạn len này ra phía sau hàng móc, đâm kim vào chân đầu tiên của phần màu đỏ vào luôn chân móc ha. Sau đó kéo sợi len qua chân móc, từ đây móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân mình vừa móc, móc một mũi móc đơn, tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn nè. Tức là các cái chân mà mình đâm kim vào luôn chân móc để móc á, thì các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Hoặc là những bạn nào mà không có để ý rõ được mũi móc thì các bạn có thể nhìn cho mình đâm kim vào các cái chân móc của hàng lồi và hàng lõm là được ha. Thì mình sẽ viền lại được hàng đầu tiên. Móc tương tự cho mình cho đến cuối. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì khi mình móc các bạn gặp những cái sợi len thừa, mình cũng giấu luôn các cái sợi len thừa vào trong đường móc. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Sau khi hoàn tất được đến cuối hàng thì mình có được một hàng móc đầu tiên cho cái phần họa tiết cây thông nè. Thì từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai, các bạn bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã bỏ được một mũi móc ha. Các chân móc còn lại thì làm mỗi chân làm một mũi móc đơn.
móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha, và chừa cho mình hai chân móc cuối cùng. Đây mình sẽ chừa hai chân móc cuối cùng của hàng móc này, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được đến cuối hàng móc thì ở hai chân móc cuối cùng nè, hai chân móc cuối cùng này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho nó thành một chân ở bên trên. Thì cách chụm như sau ha, ta sẽ đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo sợi len qua chân móc, trên kim có hai đường móc này, tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len qua chân móc, sau đó mình sẽ tiến hành kéo qua ba chân trên kim ha. Như vậy là hai mũi móc bên dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè. Từ đây móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này sẽ làm tương tự như hàng móc thứ hai, tức mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Từ chân thứ ba thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và các bạn cũng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng để mình chụm lại thành một chân ha. Thì cách chụm tương tự như mũi chụm mà mình vừa hướng dẫn. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo len qua ba chân trên kim. Sau đó các bạn lần lượt móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi hàng mình sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Giảm cho đến khi cái độ rộng của hàng cuối cùng nó bằng một nửa so với phần thân khăn của mình là được. Tức là một nửa của độ rộng phần thân khăn ha. Móc tương tự cho thêm nhiều hàng móc. Thì sau khi cái hàng móc cuối cùng nó đã đạt được bằng một nửa so với độ rộng của phần thân khăn rồi, thì móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc này mình sẽ tiến hành không giảm mũi nữa, tức là các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Đây, tức là đây là cái chân đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này móc một mũi móc đơn nè. Ta không bỏ qua nữa ha. Các chân móc còn lại cũng tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì các cái hàng móc phía dưới mình chụm hai mũi cuối cùng. Ở đây các bạn không giảm mũi nữa nên mình cũng móc đều ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Đây, mình được một hàng móc đầu tiên không giảm mũi. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại. Sau đó làm tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái độ rộng của các cái hàng móc mà mình thêm nó gấp đôi so với cái hàng mà mình giảm mũi, hoặc là nó sẽ tạo ra một cái hình vuông đối với cái hàng móc mà mình không giảm mũi ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đều tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Đây, sau khi các bạn đã thêm cho mình được nhiều hàng móc, ta sẽ bỏ qua những cái hàng móc mà mình giảm mũi, thì các cái hàng móc mà mình không giảm mũi nó sẽ tạo ra được một cái hình vuông như thế này. Đây là một hình vuông ha. Thì đến các cái hàng móc tiếp theo mình sẽ tiếp tục tăng mũi cho nó có cái độ rộng ở cái phần thân của cây thông. Móc lên cho mình một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này mình tăng mũi nên chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Từ chân thứ hai trở đi mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Đối với cái chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mình sẽ tăng thêm một mũi cho hàng móc này nữa. Như vậy là hàng móc này mình sẽ có tổng số mũi móc nó nhiều hơn hàng phía dưới hai mũi ha. Mình tăng được một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng tiếp theo làm tương tự như hàng móc phía dưới, chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn.
Các chân nằm chính giữa, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng sẽ móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tăng mũi tương tự như vậy nữa. Thì tùy vào cái góc của phần thân cây mà các bạn mong muốn, các bạn có thể móc bằng hoặc là một nửa so với cái hàng mà mình giảm mũi ở đây ha. Tức là hàng mũi tăng nó sẽ bằng hoặc là giảm một nửa so với cái hàng móc mình giảm mũi. Móc đến chân cuối cùng thì móc vào hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục lên một xích và móc tương tự thêm nhiều hàng móc. Tăng mũi ha, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Thì ở đây các cái hàng móc mà mình tăng nó sẽ bằng hơn một nửa so với cái hàng mình giảm. Thì từ đây kết thúc móc lên cho mình một xích và cắt len. Mình sẽ có được một cái phần thân trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo họa tiết thân cây. Các bạn cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên của cái hàng mà mình tăng nè. Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên ha, sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân móc mà mình vừa móc đó, móc tiếp vào đó 4 mũi kép đơn cùng chân móc ha, vào luôn chân móc mà mình vừa móc nè. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư. Tính luôn 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên thì lúc này mình đã có được tổng cộng là 5 đường móc. Khi kết thúc được 5 đường này, các bạn kéo dài sợi len ra, sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái mũi đầu tiên. Thì mũi đầu tiên sẽ là 3 xích đầu tiên mà mình gây nên ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên. Sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến nút mà mình vừa kéo, guốc lại cho cái nút nhỏ lại nè, và kéo nút này qua cái chân móc xích đó. Móc lên một xích thì mình sẽ hoàn tất được một hạt bắp đầu tiên cho phần thân cây. Để tiếp tục họa tiết thứ hai, móc tiếp lên một mũi móc xích thì cái khoảng trống ở bên dưới các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên, và mình đâm kim vào chân thứ ba, móc vào đó 5 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Như vậy là ở đây mình có được 5 mũi kép đơn ha. Thì đối với cái họa tiết đầu tiên mình có 3 xích là một mũi rồi, ta cũng có 5 mũi. Thì cái họa tiết thứ hai mình cũng có 5 mũi kép đơn nè. Khi kết thúc 5 mũi kép đơn này, mình cũng kéo dài cái nút mà mình tạo ở đây. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái chân của mũi kép đơn đầu tiên, ta đâm kim vào cái chân móc đó, đồng thời đưa cái nút mà mình vừa kéo á guốc lại cho nhỏ nè, và kéo cái nút này qua chân móc, móc lên một xích, ta hoàn tất được cái bắp thứ hai. Để tiếp tục cho bắp kế tiếp thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích, ta cũng bỏ qua hai chân móc và đâm kim vào chân thứ ba, móc vào một họa tiết bắp, 5 mũi kép đơn. Thì lưu ý cho mình các cái khoảng cách của các cái họa tiết bắp mình nè, các bạn có thể làm dày hơn, tức là khoảng cách giữa hai họa tiết bắp nó có thể cách nhau là một mũi hoặc là hai mũi ở phía dưới ha. Được 5 mũi kép đơn rồi, kéo dài mũi móc lên nè, di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc đó, guốc nhỏ lại nè, móc lên một xích và tiếp tục lên một xích nữa, làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc.
Khi móc được đến cuối hàng thì hàng móc đầu tiên tạo họa tiết bắp này mình có được tổng cộng là 7 họa tiết bắp. Thì 7 họa tiết bắp này nó sẽ tạo ra được 6 khoảng trống. Đây, khoảng trống thứ nhất nè, khoảng trống thứ hai, khoảng trống thứ ba, khoảng trống thứ tư, khoảng trống thứ năm và khoảng trống thứ sáu ha. 7 hạt bắp tạo ra được 6 khoảng trống. Để móc tiếp hàng bắp thứ hai, các bạn quay ngược đầu móc lại. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp, móc vào khoảng trống đó một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim vào khoảng trống đó, móc vào 4 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Kép đơn thứ nhất nè. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Và kép đơn thứ tư. Tính luôn 3 mũi xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi thì lúc này mình cũng có được tổng cộng là 5 đường móc ha. Thì lưu ý cho mình cái họa tiết hạt bắp nó nổi ra lúc này nó sẽ nằm ở phía dưới. Thì để cho cái hạt bắp đầu tiên này nó lồi ra phía dưới. Thì khác với cái hàng móc bên trên, các bạn đâm kim vào chân xích thứ ba từ trên xuống. Nhưng lúc này để cho hạt bắp của mình nó nổi xuống phía dưới thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ dưới lên trên. Vào chân xích thứ ba ha, sau đó kéo cái nút này qua chân móc nè. Móc lên một xích. Như vậy là cái hạt bắp của mình nó sẽ được nổi xuống phía dưới như thế này. Đây ha, nó sẽ cùng tông với các cái hạt bắp của hàng phía trên. Thì tiếp tục lên một xích và mình cũng di chuyển đến khoảng trống thứ hai. Và móc vào khoảng trống này 5 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm. Có được 5 mũi kép đơn rồi nè, tiếp tục kéo cho mình cái đường móc dài lên. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái chân của mũi kép đơn đầu tiên và lúc này sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc đó ha. Kéo cái nút mà mình vừa kéo dài lên nè, vuốt lại và kéo qua chân móc, sau đó lên một xích. Mình cũng tạo ra được họa tiết hạt bắp thứ hai lồi xuống phía dưới nè. Từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều họa tiết bắp cho đến cuối hàng. Thì hàng móc này mình sẽ có tổng cộng là 6 hạt bắp cho 6 khoảng trống phía dưới. Thì 6 hạt bắp đó nó cũng tạo ra được 5 khoảng trống cho hàng móc kế tiếp. Thì các bạn cũng móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Khi mình bắt đầu một hàng móc thì mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp, móc vào đó một mũi dời và mình bắt đầu móc các cái hạt bắp cho các hàng móc tiếp theo. Thì lúc này mỗi hàng nó sẽ giảm đi được một hạt bắp ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình còn một hạt bắp cuối cùng. Móc lên một xích, đâm kim vào khoảng trống kế bên móc 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5. Được 5 mũi kép đơn rồi, lúc này hạt bắp lồi xuống phía dưới nên đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc kép đơn đầu tiên. Kéo nút qua chân móc. Rút nhỏ lại nè, kéo qua chân móc. Lên một xích và lên một xích nữa, tức là mình sẽ có 2 xích để tiếp tục họa tiết kế tiếp ha và làm tương tự thêm nhiều hàng móc nữa. Thì sau khi đã còn một hạt bắp cuối cùng thì ta tiến hành kéo sợi len dài ra và cắt len. Thì mình sẽ tạo ra được một họa tiết thân cây thông như thế này. Đây là một đầu của phần khăn ha. Thì đầu còn lại mình sẽ tạo một khoảng trống để khóa cái phần thân khăn lại. Đối với đầu còn lại thì làm tương tự giống như đầu mà mình vừa tạo. Tức là các bạn sẽ móc cho mình hàng đầu tiên là mũi đơn, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi. Ta cũng đâm kim vào chân đầu tiên nè, sau đó đưa sợi len ra phía sau ha. Móc lên một xích và móc vào chân mình vừa móc đó một mũi móc đơn. Lần lượt móc vào các cái chân móc kế bên, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc giảm mũi. Sau khi mình đã móc được thêm nhiều hàng móc giảm mũi, thì lúc này tổng số hàng móc giảm mũi nó đã bằng với đầu mà mình vừa hướng dẫn rồi.
đến cái hàng móc mà mình không giả mũi. Thì từ đây các bạn cũng làm tương tự cho mình, tức là mình sẽ không giả mũi cho hàng móc kế tiếp ha. Ta lên một xích và quay ngược đầu móc. Thì hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình tương tự, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Kết thúc được hàng đầu tiên, hàng móc không giảm mũi. Thì từ hàng thứ hai trở đi mình sẽ tạo các cái đường gợn sóng. Móc lên một xích và ta quay ngược đầu móc lại. Nó tương tự giống như cái phần thân khăn màu đỏ. Thì chân đầu tiên các bạn cũng móc luôn cho mình vào chân móc ha. Ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Vào chân đầu tiên. Từ chân móc thứ hai thì mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ta đều đâm kim vào đường bên ngoài ha. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Thì khi móc đến chân móc cuối cùng, nó giống như chân móc đầu tiên thì chân cuối cùng cũng móc cho mình vào luôn chân móc, chứ không móc vào đường bên ngoài nữa ha. Ta được hàng đầu tiên nè, tạo cái đường gờ như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Từ cái hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Chân đầu tiên móc luôn vào chân móc. Các chân nằm chính giữa thì móc vào đường bên ngoài. Còn chân móc cuối cùng thì móc luôn vào chân móc ha. Móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy cho đến khi tổng số hàng móc mà mình đạt được nó gấp đôi so với tổng số hàng móc mà mình tạo họa tiết vuông ở đây nè. Tức là các cái hàng móc mà mình không giả mũi ha. Nó sẽ bằng gấp đôi so với tổng số hàng móc ở bên này. Thì khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc và tạo các cái họa tiết G cho cái phần khóa, thì khi đến đây tổng số hàng móc nó đã gấp đôi rồi. Mình sẽ nối hai đầu lại để tạo một khoảng trống mình khóa lại cái phần thân khăn ha. Các bạn sẽ đưa cho mình mặt phải của khăn để nguyên vị trí này, sau đó gấp cái họa tiết mà mình vừa tạo ra phía sau nè. Thì lúc này mình sẽ nạp ở cái tư thế này ha. Đây, đưa xuống phía dưới nè. Sau đó đâm kim cho mình vào cái chân đầu tiên của cái hàng móc mà mình không giảm mũi ở phần thân trên ha. Sau đó mình kéo cái họa tiết nút ở phía sau lên phía trên. Từ đây các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc kế bên, là cái chân móc thẳng hàng với mũi mà mình vừa đâm kim nè. Và đâm kim vào một chân móc nằm song song với nó ở phía sau. Móc vào một mũi dời ha. Tương tự nè, đâm kim vào chân kế bên và chân kế tiếp của cái phần thân sau, tức là hai chân móc nó tương ứng với nhau á. Và ta lần lượt móc vào các cái mũi dời ha. Các bạn sẽ dời lại cho mình cho các chân móc còn lại, thì mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình khóa cái phần thân khăn lại nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Đâm kim vào hai chân móc song song tương ứng với nhau và móc vào một mũi dời. Khi đã dời được đến cuối rồi thì móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì như vậy là mình sẽ tạo ra một cái khoảng trống để khóa cái phần thân khăn lại. Thì để thân cây thông của mình nó có điểm nhấn hơn, ở đây mình có móc một cục bông nhỏ. Thì cách móc này mình có để ở trên màn hình. Vòng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào đó 6 mũi móc đơn. Và vòng tròn ma thuật ha. Vòng thứ hai thì mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn. Vòng thứ ba mình sẽ móc xen kẽ một mũi đơn, sau đó là 2 mũi đơn cùng chân móc. Tiếp tục là móc cho mình thêm 2 hàng móc đều nhau, không tăng mũi.
Khi hoàn tất được hai hàng móc đều không tăng mũi thì mình sẽ tiến hành giảm mũi. Hàng giảm mũi đầu tiên, móc cho mình một mũi móc đơn, sau đó là hai chân móc chụm lại thành một chân. Hàng thứ hai sẽ là liên tiếp hai chân chụm lại thành một chân cho đến khi vòng cuối cùng của mình nó đạt được 6 chân móc thì cắt cho mình một đoạn len dài. Để chụm mũi thì tương tự giống như cái phần thân khăn màu trắng ha. Các bạn sẽ sử dụng kim khâu. Ta sẽ xỏ sợi len vào nè. Khi cái vòng tròn của mình nó đã đạt được 6 mũi móc cuối cùng thì các bạn nhồi cho mình phần gòn vào trong cho cái phần cục băng của mình nó được tròn hơn. Sau đó mình lần lượt đâm kim vào các cái chân móc của cái hàng cuối cùng nè. Mình sẽ đâm kim vào đường móc ở bên ngoài ha. Lần lượt vào 6 chân móc. Sau đó dùng tay guốc thật mạnh vào thì cục bông của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Các bạn tạo cho mình một guốc để mình cố định lại cái mũi guốc ha. Sau đó mình sẽ dùng kim và khâu cái họa tiết này vào cái hạt bắp cuối cùng của phần thân nè. Kết thúc thì cũng tạo một guốc cố định lại đường khâu và đâm kim vào bên trong của cái cục bông. Kéo len và cắt len. Thì lúc này cái mũi móc của mình nó cũng được giấu vào bên trong ha, cái sợi len thừa cũng được giấu vào bên trong. Đối với sợi len màu xanh các bạn có thể giấu vào trong hạt bắp hoặc là mình cũng có thể giấu cho cái sợi len màu xanh này vào trong thân của cục bông cũng được. Đây, như vậy là mình hoàn tất được họa tiết trang trí ha. Để khóa lại được hai đầu khăn thì mình sẽ luồn cái họa tiết cây thông vào bên trong của khoảng trống mà mình tạo nè. Các bạn sẽ khóa lại cho đến khi cái khoảng trống này nó chạm vào các cái hàng móc mà mình không giảm mũi ở đầu còn lại nha. Như vậy là mình đã khóa được hai đầu khăn lại. Mẫu này thì mình có thể móc cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ đều được ha. Và mình có thể diện trong dịp lễ Giáng sinh này. Hoặc là các bạn cũng có thể đổi màu cho phần thân khăn của mình thêm xinh xắn hơn. Chúc các bạn thành công!